Dạ vâng, xin chào toàn thể bác đã trở lại với Hiếu Minh Audio. Và hôm nay thì trên tay em đây là một bộ micro không dây, hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch của thương hiệu PS Audio. Đây là một sản phẩm con cưng, cũng là một sản phẩm chiến lược năm 2023 của nhà hãng PS Audio. Giá thành thì bình dân và chất âm thì tầm trung. Một sản phẩm chiến lược của nhà hãng cho ra mắt khoảng 2023 này. Model của sản phẩm là PS G300 Plus. Sẽ đánh sâu vào những bộ dàn phân khúc tầm trung của những bộ dàn gia đình. Thì bộ mic này hôm nay đã có mặt ở tại các cơ sở của Hiếu Minh Audio. Nhân tiện hôm nay em cũng sẽ mở hộp review về sản phẩm PS G300 Plus này. Phụ kiện đi kèm của bộ mic này sẽ gồm có là 4 pin của nhà hãng tặng kèm sử dụng một lần và hai chống lăn đuôi, hai tay chống lăn ngang, một dây kết nối súng vang hoặc âm ly bằng 6 ly và một dây củ nguồn adapter. Bộ mic này thì sử dụng là hai dâu sóng là 690 MHz. Tay mic này, đấy, thiết kế này cầm rất là gọi là đầm tay đấy, và thân mic thì được sơn nước sơn nano, sơn này là sơn màu xanh, xanh bóng. Cái này thì đều là sơn chống xước rồi, cực kỳ khó xước các bạn. PS Audio G300 Plus. Chóp mic thì được sơn màu trắng bạc, chống nước, chống rỉ. Ở bên trên thì in trực tiếp là thương hiệu của PS Audio. Đầu thu của bộ mic thì thiết kế rất là đơn giản nhưng có một sự tinh tế và tinh xảo ở trong này. Thì mặt trước là mặt phay nhôm màu đen. Với cái thiết kế màu tông màu này thì sẽ phù hợp với đa dạng các bộ dàn. Và nút nguồn ở phía bên phải, một màn hình ở giữa để hiển thị thông số của hai tay mic. Volume của mic có thể tinh chỉnh ở đây. Volume tinh chỉnh của VB và volume tinh chỉnh của VA. Thay đổi tần số bằng nút set và tăng giảm tần số sóng của VA này. Tăng giảm tần số sóng của VB. Mắt thần IR này. Khi các bác muốn muốn bắt lại tần số sóng hoặc thay đổi tần số sóng cho phù hợp với không gian thì các bác có thể là nhấn nút tăng giảm tần số đây, sau đó nhấn nút set và quay màn hình tay mic này vào cùng với mắt thần này, đây thế này, xong các bác nhấn nút set nó sẽ bắt lại tần số sóng của VA. Thì tương tự như vậy, VB cũng vậy, rất đơn giản thôi. Tem của nhà hãng PS Audio, cái này thì anh em có thể là check được mã QR, check hàng nhái hàng giả. Tem tiếp ạ. Ngày sản xuất là tháng 5, 2023. Đấy, hàng vừa về các bạn. Vừa về tại Hiếu Minh Audio. Và phía sau thì rắc cắm nguồn là phía sau. Hai cổng output ra, một cổng 6 ly. Và hai cổng đường Canon riêng biệt. Và hai rắc cắm dâu sóng. Đấy. Các bác lưu ý cho em là khi cắm dâu sóng thì các bác phải cắm theo đúng cái lẫy của nó nhé. Thì bây giờ em thử này. Đấy, nhấn vào đây các bác phải xoay. Xoay cho em, đó, sẽ không bị tuột, sóng sẽ chuẩn. Đấy, nhiều bác cắm sóng là chưa vào lẫy, cắm như này chẳng hạn. Đây, cắm đơn giản này. Nó chưa bắt được sóng cho nên là tay mic nó có thể là bị chập chờn, sóng kém. Đấy, cái này thì áp dụng trên tất cả các bộ mic, các bác lưu ý cho em ạ. Một bộ mic mà giá cực kỳ bình dân. Đấy, cái giá cực kỳ bình dân các bạn. À, giá của bộ mic này thì em cũng xin chia sẻ với các bác là hiện tại nhà hãng đang chào bán với giá khoảng hơn 2 triệu. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hiếu Minh Audio hoặc là liên hệ trực tiếp cho em. Thì em sẽ báo giá tốt nhất để các bác và anh em. Và thời gian bảo hành của bộ mic PS G300 Plus này lên tới 2 năm và đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Nếu anh em bất kỳ có lỗi kỹ thuật gì ạ. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của bộ micro không dây PS G300 Plus này. Giá cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ? Chỉ... ngang bằng hoặc là nhỉnh hơn một chút so với là bộ mic dây thôi, đúng không ạ? Ok, và bây giờ thì xin mời các cùng theo dõi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.